Nghe nói Wonderful là sơ mở một cửa hàng máy bắt 19.940 đồng. Chỉ cần 2 đồng là có thể bắt được. Nếu không bắt được, bạn có thể tìm nhân viên giúp bạn đặt lại con búp bê này ở cho bạn. Giúp tôi đặt cái này đi. Cảm ơn. Nếu chúng ta không bắt được nữa, thì sẽ không có cách chữa trị. Xem ra tôi thật sự có thể cứu được. Mắt nhìn người khác đều là một xe đẩy ra ngoài. Nếu không bắt được, bạn có thể tùy ý chọn sản phẩm 18 tệ ở đây để mang. Chủ là hàng hóa đảm bảo tặng 18 tệ. Cộng với bạn chỉ ông chủ sẽ gửi cho bạn sản phẩm. Nếu không cầm được thì trực tiếp tặng bạn sản phẩm 18 tệ. Mỗi sản phẩm trên này đều được đánh dấu bằng giá tương ứng. Xem ra cho dù không bắt được búp bê cũng không thua lỗ. Coi như giải trí luyện tay. Nếu con búp bê bạn bắt được không muốn mang đi, bạn có thể đổi bất kỳ sản phẩm. Giống như những mặt dây chuyền tôi cho làm bằng tay và các thiết bị gia dụng này đều có thể đổi trực tiếp để mang lại. Như thế nào ở đây có cửa hàng phúc lợi nhỏ như thế này? Đưa bạn gái của bạn đến chơi một lần, hắn đều sẽ khen người sẽ sống sót.